Xe to đùng mà. Xin chào cả nhà, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Miss Germany. Giờ này là sáng sớm thứ bảy, mình với Andy đang trên đường cao tốc. Andy muốn đi xem một chiếc xe địa hình quad, xe bốn bánh đó cả nhà. Đây là đường cao tốc A7. Hôm nay thì trời mưa, trời âm u á, nên nhìn đường tối thui à. Giờ này thì gần 8 giờ, 8 giờ kém 10. Đây là mình ra khỏi đường cao tốc nè. Tại vì ở đây là đường cong quẹo á, nên là không có được khúc này là không có được vượt. Chuẩn bị vào một cái làng nhỏ. Đó, ở đây thì có những cái làng khá nhỏ luôn á cả nhà. Một ngôi làng có khi là có khoảng chừng 500 đến 1.000 cư dân thôi. Đây là có đường rầy xe lửa nè. Trong làng buổi sáng sớm bình yên không cả nhà. Giờ này cuối tuần thì giờ này người ta còn ngủ nhiều. Mùa này là bắt đầu hết hoa rồi. Giờ là tới cây ăn trái thôi. Và magnolia luyến nó. Vì sao? Ra khỏi làng nhỏ và đến làng kế tiếp. Đó, đường làng nè cả nhà. Giờ thì vẫn còn nhiều cây xanh, còn nhiều lá. Tới khoảng tháng 10 á là bắt đầu cây rụng hết lá. Xong rồi tháng 11 á là nhìn giống như là cây chết khô vậy đó. Đây, những cái cây bên đường là bắt đầu lá chuyển hơi màu đỏ đỏ rồi đó cả nhà. Mùa thu bắt đầu đến cái lúc mà lá chuyển màu ha, lá vàng, lá đỏ, lá xanh, lá tím. Và ở đây có cái ruộng hoa hướng dương đẹp quá. Mùa thu á, đi đến mấy khu rừng mà có nhiều lá phong á, nhìn đẹp lắm. Tại vì lá phong á, cái hình dáng lá cũng đẹp và cái màu sắc cũng đẹp. Ở Đức thì làng họ cứ tập trung, khu dân cư tập trung vào một cái làng, xong rồi chạy qua cái làng thì lại tới đường làng á, nên là đi ra đường làng thì rất là vắng vẻ. Thì có nhiều bạn hỏi mình là sao nhìn đường vắng không thấy ai. Thì bình thường á, ở đồng là nông dân họ chỉ lâu lâu họ chạy xe, họ làm đồng làm ruộng, người không có làm ngoài đồng, nên là đi qua những cánh đồng hoặc là ra những khu vực đồng ruộng á, thì rất là vắng. Chỉ có ở trong khu dân cư thì có người, mà trong khu dân cư á, thì người ta cũng có việc gì người ta mới ra đường, nên là ra đường á, nhìn không có thấy người như là ở Việt Nam. Việt Nam mình thì mọi người có thể là ra trước cửa đứng rồi nói chuyện với hàng xóm, nhưng mà ở Đức thì ít có như vậy. Mùa hè thì người ta còn hay ra ngoài, người ta làm vườn đó. Còn mùa thu, mùa đông lạnh thì mọi người cũng có việc gì mới đi ra làm, còn nếu không thì ở trong nhà cho nó ấm đó. Vào trong làng này thì được phép chạy 30 km một giờ.
bây giờ thường người ta làm vào trong làng, trong đường, trong khu dân cư thì đa số là cho chạy 30 km một giờ để tránh tiếng ồn, với lại khi mà trẻ em đi học đi băng qua đường thì bớt nguy hiểm. Trước đây thì đa số làm 50 km một giờ, bây giờ thì hạ xuống còn 30. Tới đây là tới cái làng mà anh đi muốn mua chiếc xe quad. Hôm nay hẹn đến xem xe lúc 8 giờ. Nhà cửa trong làng nè cả nhà. Denk ik eens weer op zich nou. Ja ja. Precies. Waarheen moet hij? Rechts. Rechts. Zeker. Đây là thành phố Sendon. Coi xe quát xong rồi, bây giờ thì tụi mình sẽ đi đến cửa hàng châu Á. Hôm nay thì mình muốn mua một số đồ để nấu các món ăn Việt Nam. Có những món đồ ăn mình muốn mua như là chân gà thì không có mua được ở trong siêu thị Đức, có mua được ở siêu thị châu Á thôi. Đường cao tốc A7 cái đoạn này thì chỉ có hai làn đường mỗi bên thôi, còn những cái đường mà lớn hơn thì là ba làn đường. Còn cái làn đường ở trong cùng bên phải đó cả nhà là cái làn đường khẩn cấp, cho nên là bình thường là xe không có được chạy vào. Cái làn đường khẩn cấp thì chẳng hạn như là xe hư hay là có vấn đề gì đó thì được vào đó dừng thôi, còn bình thường là không có được đậu và cũng không có được chạy vào trong đó. Và ở Đức khi mà vượt xe khác thì mình chỉ được phép vượt bên trái. Dạ. Cầu vượt đường cao tốc kìa. Hả? Cao tốc, dạ, autobahn. Đường cao tốc. Cao tốc là highway. Giờ này thì có chút nắng lên nhưng mà trời cứ vừa mưa vừa nắng. Hôm nay có lúc thì mưa, có cả kiểu như là mưa tuyết á cả nhà. Mưa xong rồi lạnh quá đó, thế là nước đóng băng thành cái tuyết nhỏ nhỏ rơi xuống, trời khá lạnh. Mình đi chợ về rồi và hôm nay mình mua được sầu riêng này cả nhà. Trái sầu riêng đông đá, trái này thì có giá là 31,50 €, tức là hơn 700 ngàn, khoảng 750 ha. Đó, mình để cho rã đông chút xíu xong rồi chiều sẽ ăn. Và mình mua cá này. Cá này thì mình muốn là nấu lẩu cá đó, tại vì khi mà về Việt Nam anh đi ăn lẩu cá, anh đi rất thích, nên là mình sẽ nấu thử lẩu cá. Đây là chân gà. Đó, hôm nay mình mua 2 kg chân gà luôn. Mình sẽ làm chân gà xả tắc và chân gà với lại nước tương. Cái này thì mình không nhớ giá bao nhiêu. Cái này thì cá có ghi giá nè, một bịch này 850 g là 6,90 €. Gọi là cá cá basa gì đó cả nhà. Pangasius. Còn đây là những loại mì gói này. Cái bịch này là củ cải muối này, nhưng mà chắc là anh đi lấy lộn á, chứ mình không có lấy bịch này. Nhưng mà chắc là anh đi lấy lộn. 3,89 €. Còn đây là những cái loại mì gói này, anh đi chọn nè.
mì lẩu Thái, rồi mì mì phô mai. Mình mua nếp cái hoa vàng. Nếp này thì mình nấu sôi. Cái bọc này là bọc này 1 kg là 3,70 €. 3,70 € 1 kg nếp. Tức là gần 100.000. Mì gói. Bún quay quay. Một cái bịch này 400g thì có giá là 2,79 €. Tức là khoảng 70.000. Đây, bánh tráng đa nem hiệu con cua. Bánh này hôm trước mình cuốn chả giò mình thấy rất ngon nha cả nhà, nên là mình mua nữa nè. Một cái gói này 2,80 €. Gói 250g 2,80 €, tức là khoảng 70.000 đồng ha. Gia vị nấu hủ tiếu. Mình mua nước mắm. Nước mắm này thì 6,89 € một chai. Tức là 7 €. Tức là gần 200.000 đồng. Đậu xanh đã chà vỏ 1,98 €, tức là 2 € ha, thì khoảng 50.000 đồng cho một cái bọc 400g. Cái này mình mua để nấu xôi hoặc là mình nấu chè. Gia vị bún riêu cua. Hôm nào mình sẽ nấu bún riêu. Mình chưa bao giờ nấu bún riêu. Để nấu bún riêu thì mình cũng đã mua đậu hũ. Một cái gói gia vị này hình như là dưới 1 €, tức là khoảng 20.000 đồng. Đó, đậu hũ. Đây, mình mua gói này để nấu lẩu nè cả nhà. Bởi vì mình tìm gia vị nấu lẩu á, nhưng mà mình không có thấy là cái gói nào người ta để gia vị nấu lẩu, nên là mình có mua thử gói này. Và gia vị nấu bò kho. Đó, có những cái hộp như thế này thì tiện ha. Một cái hộp gia vị nấu bò kho này là 7,65 €, tức là gần 200.000 á cả nhà. Gần 200.000 đồng một cái hũ này. Mình không biết là nấu được mấy nồi. Đây là chỗ đồ mình mua hôm nay ở cửa hàng châu Á nè. Thì tất cả chỗ đồ này với giá là 98,54 €, tức là khoảng 2,4 triệu đó cả nhà. Đây, xe quad, xe địa hình rồi cả nhà. Anh đi đã mua về rồi nè. Mua xong rồi người ta chở đến tận nhà luôn. Xe to đùng mà. Đó, chỗ để chân này. Xe này ngồi được 2 người. Rồi đằng sau thì cũng có chỗ để đồ đạc. Anh đi thích xe như này lắm nè. Giờ thì mình sẽ đi làm món ăn. Mình cũng xin dừng video lại đây. Bye bye cả nhà, và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.